Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trưa ngày 28 tháng 4 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Sau đây là những nội dung chính sẽ phát trong chương trình ngày hôm nay. Hội nghị biểu dương lao động giỏi, lao động sáng tạo nhằm tôn vinh ghi nhận những đóng góp cống hiến của đội ngũ công nhân lao động thành phố. Nhật Bản, Nga tăng cường hợp tác và kêu gọi nối lại đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. Sáng nay, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức hội nghị biểu dương lao động sáng tạo, lao động giỏi và phát động tháng công nhân năm 2017. Đây là dịp nhằm tôn vinh những cống hiến đóng góp của đội ngũ công nhân lao động thành phố trong phong trào thi đua lao động sản xuất. Tới dự có các đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Hữu Doãn, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy. 63 đề tài giải pháp sáng kiến tiêu biểu được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng lao động sáng tạo có giá trị làm lợi gần 100 tỷ đồng. 100 lao động giỏi được Ủy ban Nhân dân thành phố tặng bằng khen trong phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo năm 2016 là minh chứng cho những nỗ lực của các cấp công đoàn và công nhân viên chức lao động thành phố. Các phong trào thi đua đã trở thành động lực, giải pháp quan trọng nâng cao năng suất, hiệu quả, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, trước yêu cầu của nhiệm vụ phát triển thành phố, đề nghị các cấp công đoàn thành phố cần bám sát chủ trương của Thành ủy về công tác thi đua gắn với chủ đề năm của thành phố và của Liên đoàn Lao động thành phố, thực hiện đề tài khoa học kỹ thuật có ứng dụng cao, mang lại hiệu quả thiết thực cho xã hội. Cùng với đó, tiếp tục cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân lao động, nâng cao chất lượng môi trường làm việc, thúc đẩy phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng họp đánh giá tình hình kết quả thực hiện công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2017. Đồng chí Nguyễn Đình Bích, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, chủ trì cuộc họp. Tháng 4, Thường trực và các ban Hội đồng Nhân dân thành phố đã hoàn thành nhiệm vụ, chương trình công tác, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, vướng mắc và một số vấn đề cử tri thành phố quan tâm, chuẩn bị nội dung tổ chức kỳ họp thứ 4, thứ 5 Hội đồng Nhân dân thành phố. Trong tháng 5, Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp tục tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát và khảo sát thực tế, thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, đôn đốc Ủy ban Nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và một số ngành liên quan chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng thời tăng cường hoạt động giám sát giữa hai kỳ họp, đặc biệt là giám sát chuyên đề về khai thác khoáng sản, việc thu thuế, phí, lệ phí, bảo vệ môi trường cùng nhiều nhiệm vụ quan trọng khác. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Bình chủ trì buổi làm việc với Tổ công tác số 2, họp phân công nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2017. Là một trong ba tổ công tác chuyên trách phục vụ công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội Hoa Phượng Đỏ lần thứ 6, tổ công tác số 2 có nhiệm vụ kiểm tra, bố trí khách sạn, chỗ ăn nghỉ, chuẩn bị tiệc chiêu đãi đại biểu dự lễ hội. Theo kế hoạch, khoảng 200 đại biểu khách mời trung ương, các tỉnh thành phố bạn và khách quốc tế sẽ được đón tiếp chu đáo tại 10 khách sạn lớn trên địa bàn thành phố như Hữu Nghị, Harborview, Sea Star, Draco Thăng Long, v.v. Chỉ còn 2 tuần nữa là diễn ra lễ hội, các thành viên tổ công tác sẽ phối hợp thông tin kịp thời, kiểm tra chất lượng cơ sở lưu trú, bảo đảm công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần tạo ấn tượng tốt đẹp đối với đại biểu và du khách về tham dự lễ hội. Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố do đồng chí Đặng Bá Cường, Trưởng ban Nội chính Thành ủy, Trưởng ban pháp chế làm trưởng đoàn, vừa giám sát công tác thi hành án hình sự tại phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền. Thời gian qua, phường Vạn Mỹ luôn thực hiện tốt công tác phối hợp với các tổ dân phố, triển khai mô hình tái hòa nhập cộng đồng, tăng cường nắm vững địa bàn. Công an phường thực hiện nhiệm vụ thi hành án hình sự, thường xuyên giám sát, theo dõi người chấp hành, giúp họ ổn định cuộc sống, hỗ trợ các thủ tục pháp lý. Tuy nhiên, việc theo dõi giám sát người chấp hành án còn bị hạn chế do địa bàn dân cư rộng với số nhân khẩu lớn, trong khi lực lượng thi hành án khá mỏng. Thời gian thử thách và chế độ đãi ngộ cho người thi hành giám sát còn hạn chế. Đoàn giám sát đánh giá cao những nỗ lực trong công tác thi hành án hình sự của phường Vạn Mỹ, đồng thời ghi nhận những đóng góp kiến nghị để trình tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố sắp tới. Tiếp sau đây là thông tin được nhiều người quan tâm trong ngày hôm nay. Năm 2017, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội sẽ được nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 tổng cộng 4 ngày. Theo thông báo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các ngày lễ trong năm 2017 không dùng hình thức hoán đổi ngày nghỉ như đã áp dụng trong các năm 2015 và 2016.
Năm nay do ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 trùng vào ngày Chủ nhật và thứ Hai, nên luật lao động năm 2012, cán bộ công chức viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội và người lao động làm việc tại cơ sở có chế độ nghỉ 2 ngày mỗi tuần sẽ được nghỉ 4 ngày liên tục từ ngày 29 tháng 4 đến hết ngày mùng 2 tháng 5. Đối với người lao động làm việc tại cơ sở có chế độ nghỉ 1 ngày 1 tuần vào Chủ nhật hàng tuần sẽ được nghỉ liên tục 3 ngày, từ 30 tháng 4 đến hết ngày mùng 2 tháng 5. Trong đó, mùng 2 tháng 5 là ngày nghỉ bù cho ngày 30 tháng 4. Tăng thêm chuyến tàu từ ga Hải Phòng đến ga Long Biên Hà Nội xuất phát lúc 16 giờ 10 phút thứ Ba ngày mùng 2 tháng 5 là thông tin được nhiều người dân quan tâm trong ngày hôm nay, thứ Sáu, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ dài 4 ngày. Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân tăng cao trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, cùng với việc nối thêm toa các chuyến tàu từ Hải Phòng đi Hà Nội và ngược lại trong dịp nghỉ lễ, ga Hải Phòng còn tăng thêm một chuyến tàu từ Hải Phòng đi Hà Nội vào thứ Ba ngày mùng 2 tháng 5, xuất phát lúc 16 giờ 10 phút. Ngày mùng 2 tháng 5 là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ năm nay, nên dự báo lượng hành khách từ Hải Phòng quay trở lại Hà Nội tăng đột biến, góp phần giảm tải hành khách từ các chuyến tàu trong ngày cao điểm. Trong quý 1 năm 2017, toàn thành phố có 9 trên 15 quận huyện hoàn thành công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 và được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt. Các quận huyện Cát Hải, Đồ Sơn, Vĩnh Bảo, Kiến An, Tiên Lãng, Lê Chân, Hải An, Kiến Thụy và Dương Kinh hoàn thành công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 sớm hơn từ 5 đến 6 tháng. Sự chuyển biến này có ý nghĩa lớn đối với công tác quản lý đất đai, thu hút đầu tư, hoạch định chính sách, định hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm việc sử dụng đất có hiệu quả, đồng thời là cơ sở để tổ chức giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và phục vụ công tác hỗ trợ giải phóng mặt bằng, góp phần phát triển kinh tế xã hội thành phố. Với sự chỉ đạo quyết liệt của thành phố trong thực hiện chủ trương cải tạo chung cư cũ, thời điểm này, dự án nhà chung cư D2 Đồng Quốc Bình đã hoàn thiện những hạng mục cuối cùng. Nhà thầu đang phấn đấu xong trước ngày 30 tháng 4 để bàn giao cho người dân đưa vào sử dụng. Theo quy hoạch, dự án nhà D2 Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền sẽ có hai khu nhà A và B, trong đó nhà B được xây dựng trước. Khởi công từ năm 2009, công trình đã nhiều lần phải dừng thi công do thiếu vốn. Song với quyết tâm cao trong thực hiện chủ trương cải tạo các chung cư cũ, năm 2016, thành phố đã bố trí thêm nhiều chục tỷ đồng từ vốn đầu tư công để hoàn thiện công trình. Đến nay, nhà B có tổng mức đầu tư hơn 161 tỷ đồng, đã hoàn thành với quy mô 11 tầng, 180 căn hộ, tổng diện tích sàn hơn 14.000 m², cùng các công trình hạ tầng kỹ thuật. Đơn vị thi công đang hoàn tất công tác dọn vệ sinh và dự kiến sau dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 133 hộ dân ở nhà D2 cũ trước đây hiện đang tạm lánh tại khu tái định cư luân chuyển 7 tầng Vĩnh Niệm, quận Lê Chân sẽ chính thức được quay trở lại sinh sống trong điều kiện sống tiện nghi hiện đại. Khi mà ngôi nhà cơ bản hoàn thành ý, thì hàng ngày theo báo cáo của ban quản lý dự án nhà chung cư này thì thường thường có 7 đến 10 hộ đến tham quan và thể hiện nguyện vọng của các hộ để muốn về sớm. Theo chỉ đạo của thành phố ấy, thì nhà D2 sẽ được hoàn thành bàn giao vào 30 tháng 4 và đến thời điểm hiện nay tổng công ty dự số 5 thì đang vệ sinh công nghiệp cuối cùng để sẽ bàn giao vào ngày 30 tháng 4. Việc hoàn thành và đưa khu nhà D2 Đồng Quốc Bình vào sử dụng đã đáp ứng lòng mong đợi của nhiều hộ dân, thể hiện sự quyết tâm cao của thành phố và các sở ngành trong việc phát triển quỹ nhà, đáp ứng nhu cầu nhà ở của nhân dân, khai thác hiệu quả quỹ đất, từng bước cải tạo, chỉnh trang đô thị, phù hợp với yêu cầu phát triển đô thị hiện đại. Ngoài việc bố trí định cư trở lại cho các hộ dân của nhà D2 cũ, chung cư mới còn dành 47 căn hộ còn lại để bổ sung vào quỹ nhà tạm cư luân chuyển, phục vụ cải tạo chung cư cũ trên địa bàn thành phố. Nghỉ lễ dài ngày, người dân đang lựa chọn các điểm đến hấp dẫn để đi du lịch. Theo thống kê của các công ty du lịch lữ hành, lượng khách năm nay tăng cao, các tour đã được đặt trước từ sớm và đã kín chỗ, nhất là các tour du lịch biển đảo. Ngoài việc số ngày nghỉ nhiều, nhu cầu vui chơi giải trí của người dân ngày càng cao, khách hàng đã chủ động đặt tour sớm hơn trong những đợt cao điểm. Năm nay, các tour du lịch trong nước và quốc tế đều có lượng khách đặt tour tăng mạnh. Với các tour du lịch trong nước, các trọng điểm du lịch như Hạ Long, Cát Bà, Đà Nẵng, Hội An, Quy Nhơn, Nha Trang, Phú Quốc vẫn là điểm đến thu hút đông du khách. Các tour du lịch Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore cũng được nhiều người lựa chọn. Tiếp theo đây là thông tin giá vàng và tỷ giá đô la Mỹ ngày hôm nay, 28 tháng 4.
Giá vàng SJC tại Hà Nội hôm nay mua vào 36.530.000 đồng một lượng, bán ra 36.750.000 đồng một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 36.530.000 đồng một lượng, bán ra 36.730.000 đồng một lượng. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ áp dụng cho ngày 28 tháng 4 là 1 đô la Mỹ bằng 22.350 Việt Nam đồng. Tin quốc tế, tại cuộc hội đàm diễn ra ở thủ đô Moscow, Nga, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khẳng định sự đồng thuận trong việc cùng kêu gọi Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên kiềm chế các hành động khiêu khích và sớm nối lại các cuộc đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên. Trong cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về các hoạt động kinh tế chung trên nhóm đảo mà Nga kiểm soát còn Nhật Bản tuyên bố chủ quyền. Hai bên nhất trí triển khai một nhóm khảo sát đến các hòn đảo tranh chấp trong thời gian sớm nhất vào tháng 5 tới. Nhật Bản và Nga cũng sẽ bắt đầu một tiến trình cụ thể hóa các dự án phát triển chung trên những hòn đảo này. Hai nhà lãnh đạo Nga-Nhật Bản đã nhất trí tổ chức hội đàm bên lề hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 tại Đức vào tháng 7 tới và diễn đàn kinh tế phương Đông tại Vladivostok vào tháng 9 năm nay tại Nga. Trong lúc này, đại diện các nước tham gia vòng đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên cũng vừa lên tiếng kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực và nhanh chóng nối lại các vòng đối thoại. Hôm 26 tháng 4, một số quan chức Mỹ cho biết Mỹ muốn tìm kiếm một giải pháp ngoại giao kết hợp với trừng phạt để thực hiện mục tiêu phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, Mỹ vẫn hy vọng giải quyết vấn đề này bằng con đường đối thoại hòa bình. Cũng trong ngày hôm qua, Ngoại trưởng Rex Tillerson và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis lần lượt lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục gia tăng áp lực nhằm buộc Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán. Trong một động thái liên quan, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tuyên bố nước này luôn sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên, nhưng điều kiện tiên quyết là Bình Nhưỡng phải thể hiện thiện chí trong việc thực hiện mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, đồng thời chấm dứt các hành động khiêu khích nguy hiểm. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ triệu tập phiên họp công khai cấp bộ trưởng trong ngày hôm nay 28 tháng 4 để thảo luận về tình hình căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên. Cuộc họp cấp bộ trưởng do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc triệu tập lần này sẽ thảo luận về khả năng Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 và các cuộc phóng tên lửa đạn đạo trong tương lai, cùng các biện pháp đối phó hữu hiệu. Cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc diễn ra trong thời điểm hết sức nhạy cảm khi Triều Tiên liên tục có các hành động và phát ngôn khiêu khích đe dọa tới an ninh và ổn định trong khu vực. Trước đó, trong cuộc gặp với đại sứ các quốc gia thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tại Nhà Trắng hôm 24 tháng 4, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh những gì đang diễn ra trên bán đảo Triều Tiên là không thể chấp nhận. Ông Donald Trump thúc giục Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chuẩn bị các biện pháp gia tăng trừng phạt đối với Bình Nhưỡng nếu nước này tiếp tục theo đuổi các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố hiện tại chính phủ Mỹ sẽ không rút khỏi Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ ký kết với Mexico và Canada. Mỹ sẽ nối lại các vòng đàm phán liên quan tới hiệp định trên trong thời gian sớm nhất. Trong một thông cáo phát đi cuối ngày 26 tháng 4, Nhà Trắng cho hay cuộc điện đàm với Thủ tướng Canada và Tổng thống Mexico, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Mỹ sẽ không rút khỏi Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ. Ngoài ra, lãnh đạo ba nước cũng nhất trí sẽ căn cứ vào điều kiện thực tế từng nước để nhanh chóng nối lại các vòng đàm phán liên quan tới hiệp định này. Trong thời gian tranh cử Tổng thống hồi năm ngoái, ông Donald Trump từng nhiều lần công khai chỉ trích Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ sẽ gây tổn thất không nhỏ cho lao động Mỹ làm việc trong các ngành chế tạo. Ông Donald Trump tuyên bố sẽ khởi động việc đàm phán lại các điều kiện trong hiệp định trên trong vòng 100 ngày đầu tiên làm việc với cương vị Tổng thống Mỹ. Chính phủ Venezuela đã có động thái quyết liệt nhằm phản đối hành động can thiệp từ bên ngoài đối với sự ổn định và hòa bình của quốc gia này khi thông báo sẽ rút khỏi Tổ chức các quốc gia châu Mỹ OAS. Chính phủ Venezuela cho rằng việc Tổ chức các quốc gia châu Mỹ OAS triệu tập cuộc họp khẩn cấp bàn về khủng hoảng chính trị tại Venezuela là sự can thiệp sâu vào nội bộ nước này và quyết định sẽ rời khỏi OAS. Venezuela cáo buộc một số thành viên của tổ chức OAS, trong đó có Mỹ, đã kích động bạo lực, gây bất ổn trong xã hội Venezuela. Tuy nhiên, quyết định rút khỏi Tổ chức các quốc gia châu Mỹ của chính phủ Venezuela không làm giảm nhiệt những căng thẳng trong nước. Hôm qua, trong cuộc họp bất thường của Quốc hội Venezuela, phe đối lập tại nước này tiếp tục kêu gọi biểu tình rầm rộ trên khắp cả nước nhằm chống lại Tổng thống Nicolás Maduro.
Trong khi đó, Mỹ cũng lên tiếng bày tỏ quan ngại về kế hoạch rút khỏi tổ chức các quốc gia châu Mỹ của chính phủ Venezuela vì cho rằng thể chế khu vực này có sự ảnh hưởng lớn tới đường lối chính sách của Caracas. Dự tính Venezuela phải cần tới 2 năm để hoàn tất tiến trình rút khỏi tổ chức các quốc gia châu Mỹ OAS. Tại Anh vừa diễn ra cuộc thi chạy thường niên dành cho các nhân vật hoạt hình, thu hút sự quan tâm không chỉ các em nhỏ mà còn cả người lớn. Các vận động viên trong trang phục mô phỏng của những nhân vật hoạt hình khác nhau cùng vượt qua các chướng ngại vật và về đích trong thời gian ngắn nhất mới có thể đoạt giải cao nhất. Mặc dù hành trình chạy đua không hề dài, cuộc thi không đòi hỏi kỹ năng thể thao và sức mạnh thể chất, song sự đáng yêu của các vận động viên trong bộ trang phục đặc biệt đã giúp cuộc thi trở nên thú vị và gay cấn hơn bao giờ hết. Thí sinh mang trên bộ quần áo mô phỏng củ khoai tây đã giành chiến thắng. Được biết, số tiền thu được từ việc tổ chức cuộc thi này sẽ được chuyển cho các hoạt động từ thiện. Phần cuối chương trình là thông tin dự báo thời tiết một số thành phố lớn trong cả nước. Những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc bản tin thời sự trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúng tôi sẽ trở lại với những thông tin thời sự mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!